Mời quý vị cùng theo dõi trang tin của thành phố Cao Lãnh. Trang tin hôm nay có ghi nhận thành phố Cao Lãnh thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Trước hết, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Trong tuần qua, Thành ủy Cao Lãnh tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ thành phố bất thường khóa 9, triển khai kế hoạch đại hội Đảng bộ thành phố Cao Lãnh và chi bộ Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chọn các chi bộ đảng bộ tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy, dự kiến được tổ chức từ tháng 12 năm 2024, hoàn thành trong tháng 2 năm 2025. Riêng đại hội chi bộ đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Cao Lãnh hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2025. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, lãnh đạo thành quỹ đề nghị các chi đảng bộ trực thuộc thành quỹ tập trung chuẩn bị đại hội đảng chặt chẽ đúng quy định nhân sự chọn bầu vào ban chấp hành ban thường vụ có tâm có tầm ưu tiên đảng viên trẻ nữ phát huy vai trò gương mẫu trong lãnh đạo chỉ đạo tốt các chương trình nhiệm vụ phù hợp với đơn vị địa phương Thường trực thành ủy vừa có buổi làm việc định kỳ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị xã hội thành phố quý 3 năm 2024. Theo đó, việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là các phong trào hoạt động của cấp trên giao được triển khai thực hiện hiệu quả, gắn với ngày đại đoàn kết vì cộng đồng, phát triển đoàn viên, hội viên và đảng viên đạt chỉ tiêu. Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo thành ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị xã hội thành phố thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội thành phố. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố vừa có buổi giám sát về kết quả hoạt động của Diện Kiểm sát Nhân dân thành phố trong năm 2024. Qua giám sát cho thấy, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, trong đó 100% nguồn tin tội phạm, cơ quan điều tra thủ lý đều được lập hồ sơ xác minh, kiểm sát, giải quyết đúng thời hạn, đúng theo quy định của pháp luật, không để xảy ra án quan, bảo vệ quyền, lợi ích nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Qua đó, đoàn giám sát cũng đề nghị đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm soát các hoạt động tư pháp, chú trọng kiểm soát chặt chẽ tin báo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Lãnh đạo thành phố vừa đến thăm và chúc mừng điểm tham quan du lịch cộng đồng vườn táo sáu nửa của hộ ông Nguyễn Văn Nửa ở gấp Đông Hòa, xã Tân Thuận Đông. Ra mắt chưa đầy một tháng đã đón và phục vụ hàng trăm lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan trải nghiệm Lãnh đạo thành phố chỉ đạo các ngành địa phương để mạnh tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, tiếp tục quan tâm, định hướng, triển khai thực hiện các giải pháp hữu hiệu, tạo sự hài lòng cho du khách trong thời gian tới. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cao Lãnh vừa tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng cho 20 cán bộ hội viên tiêu biểu trong phong trào phụ nữ vượt khó, dân vận khéo và công tác hội năm 2024. Trong thời gian qua, cán bộ hội viên tiêu biểu này luôn tràn đầy nhiệt quyết với sự nghiệp phát triển của phụ nữ. Các chị đã phấn đấu nỗ lực vượt khó, sáng tạo, cống hiến công sức, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đảng ủy xã Tịnh Hới, thành phố Cao Lãnh vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tịnh Hới, nhiệm kỳ 2022-2025 có 9 đảng viên. Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Tịnh Hới đề nghị chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Cũng trong tuần qua, Đảng ủy phường 3 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hồng Huệ, trực thuộc Đảng bộ phường 3, với tổng số 5 đảng viên. Việc thành lập chi bộ doanh nghiệp tư nhân thời gian qua đã tạo thuận lợi cho đảng viên và người lao động rèn luyện, khơi dậy lòng tự hào từ tôn dân tộc, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng phát triển của doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương. Trong tuần qua, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố tổ chức lớp tập quấn Thuyết Minh Viên năm 2024 cho hơn 50 học viên được tìm hiểu về nghề hướng dẫn viên và Thuyết Minh Viên du lịch, kỹ năng giải quyết tình huống, thực hành giới thiệu các điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố. Trước đó, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố và Quỹ ban nhân dân phường 11 phối hợp tổ chức chương trình giao lưu không gian đờn ca tài tử và hò đồng tháp năm 2024 thu hút nhiều nghệ nhân đến từ các lạc bộ đờn ca tài tử thành phố cao lãnh và xã phường tham gia biểu diễn tạo sân chơi lành mạnh hữu ích cho những người mộ điệu đờn ca tài tử cải lương trên địa bàn thành phố phòng giáo dục và đào tạo thành phố vừa tổ chức hội thi vẽ tranh cổ động với chủ đề với mong muốn về một môi trường an lành không bệnh tật chung tay đẩy lùi dịch bệnh và góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng cho hơn 100 học sinh các trường tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tham gia Cùng thời gian này, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố còn trao 10 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi năm học 2024-2025. Mỗi suất trị giá 2 triệu đồng do Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa và Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Lãnh quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố. Các chính sách giảm nghèo được hỗ trợ kịp thời, qua đó, nhiều hộ đã dương lên có cuộc sống ổn định, góp phần cho địa phương đạt và dược chỉ tiêu giảm nghèo đưa ra hàng năm. Phóng viên chương trình có ghi nhận sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Giới phương châm an cư mới lạc nghiệp. Từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố vận động cất được 80 căn nhà đại đoàn kết nhà tình thương. Mỗi căn được hỗ trợ từ 40 đến 50 triệu đồng. Gia đình ông Nguyễn Văn Hảo, năm nay 86 tuổi, cũng được thành phố vận động hỗ trợ kinh phí cất nhà đại đoàn kết hiện ông rất vui mừng và động viên con cháu cố gắng dương lên. Hiện bây giờ con tuổi già, nhưng nhờ chính quyền các cấp thì giúp được cái nhà hoàn trang. Sau này động viên con cháu của tôi đó làm ăn phán trắng ổn định, cuộc sống tốt hơn. Công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn giúp giảm nghèo bền vững cũng được địa phương quan tâm từ dự án đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo bền vững từ năm 2023 đến nay các xã phường đã giải ngân cho hàng chục hộ tham gia phương án sản xuất mô hình cải tạo vườn xoài và mua bán qua đó các hộ làm ăn hiệu quả thoát nghèo bền vững trước đây cuộc sống gia đình cũng nghèo khổ nhờ nhờ địa phương quan tâm tới cho vay được 50 triệu chăm sóc vườn xoài nhà rồi mua thêm được mới xoài lá cố gắng làm dương lên cuộc sống tốt đẹp như ta. cái công tác mà hỗ trợ kịp thời cái nguồn vốn sản xuất cho bà con, đặc biệt nhất là bà con hộ nghèo hiệu quả thiết thực. thì trong thời gian tới thì ngoài các cái nguồn lực của địa phương thì địa phương cũng tiếp tục hỗ trợ cho bà con được tiếp cận các cái nguồn vốn để công tác giảm nghèo bền vững hơn với sự chủ động tiếp tục quan tâm đào tạo nghề giải quyết việc làm hỗ trợ vốn đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động mạnh thường quân hỗ trợ trong thời gian tới thành phố cao lãnh sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững góp phần cho kinh tế xã hội phát triển Trang tin địa phương của thành phố Cao Lãnh đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.